Chào bạn nha. Thì mình đang nhà bạn cha mình đi dắt ốc. Ông cha mình điện về kêu mình nó có gắn gì bự lắm, chạy lên nè. Biết gắn gì nữa. Làm con gắn khủng cho sướng nha. Đang nằm võng bấm thổi trả lời bình luận của anh. Ông cả, ông cả. Còn ba? Hả? Cái gì? Bự không? Bự không? Thế cái đầu nó cũng trông trọng à. Chắc lộ xuống mò luôn. Mò gắn luôn. Ngày đó gì? Thụt vô rồi nè, nó ló cái đầu ra ngoài, nó làm biết mà lâu rồi đó. Nó thụt vô trong khúc vô đây à. Cái mình nó hút vô đó. Chạy chạy à. Chạy hay gì? Chạy hả? Nó mẹ đụng nó không? Nó bọt mặt này dính. Bự. Bự. Đâu đây đừng gắn gì cá hả ta? Cũng giật hả ba? Để đâu đây? Sướng rồi. Đâu đừng gắn cho bá vậy. Lọt vô đây nữa. Lọt vô lãnh địa của mình. Ý. Sẵn là mày, con này dữ lắm. Sướng con này. Có ký lô á. Ngon lành. Rượu thấy nó cát, con tao thọt cái vợ xuống tao chọc. Nó nằm biết luôn, nó ló cái đầu biết tới số hàng khủng luôn à, gắn cái cá cả ký luôn á, có ký à, hung dữ ghê mà. Lội xuống mò nó đụng cái gì thì tính đâu nó chạy không ai nhỉ. Mò xéo qua anh kia lụm gạo chụp vô nhóm cào gì á. Ông đi dắt ốc thì đừng gắn bự, ngon lành không ạ. Bởi vì đi đêm nhiều cái chuyện nó xảy ra bất ngờ không hay. Mình hốt đừng gắn mình về à. Cho ông đi dắt ốc đi. Mình ngon rồi. Nó cạp mình cái mà. Chụp vô cái mình á. Nó cạp cái vô giò. Nó máu rồi. Cạp ngay đây nè. Có dấu nè. Vô găng nó còn nè. Không biết còn găng nữa. Để về lễ coi coi. Ngon rồi. Vô tình lụm được cuốn bí kíp thiệt chứ. Quá đã rồi. Chắc không tới 1 ký đâu. Cỡ 800-900 gram vậy. Bự rồi bạn, ghê không? Khám con này chút coi. Đang chạy mệt chụp dính cá sướng liền. Coi có gai trong con giò không biết. Có găng nó không biết. Gắn này cạp hay bó găng đó. Tự nhiên đang nằm trong nhà đang trả lời bình luận các bạn. Cha đứng điện đi. Dạ ơi, chạy lên bờ nè, bờ xuôi nè. Gặp gắn gì bự lắm nè. Chạy liền chứ sao vậy? Nghe gắn là phải giọt liền. Cỡ nào cũng bay hết. Đợt trước cũng vậy bạn. Đợt trước lúc mình chưa quay clip cũng vậy. Cha mình đang đi vườn ban ngày, đi phát cỏ nè. Điện kêu mình chạy lên bắt gắn. Hổ hèo, hổ hèo, ký 8. Sướng ghê luôn. Cha mình thấy nhiều khái mình đi cũng gặp nhiều loại cái lắm. Mà ổng thì ổng có bắt. Mà gặp mình bắt như khi cũng xong xong mà. Chứ hai người bắt là thứ nào chưa nổi. Ổng gặp ổng đập chết luôn chứ không bắt. Bạn nhìn găng nữa nè. Làm như nó có găng nanh vậy đó. Trời ơi, nó có găng bự thiệt. Bạn thấy găng dưới nè. Có găng nanh luôn. Da cá có găng nanh nha. Mới phát hiện. Đó giờ mình đâu nghĩ da cá có găng nanh đâu. Nè, khám nó luôn. Sẵn mình nghiên cứu rồi da cá này luôn. Hoàng đã ép xì một cái. Rồi xong, ngạt mũi luôn rồi. Có găng nanh chà bá nữa bạn thấy không nè. Cây mềm quá nè. Ôi hai cây luôn. Mà găng nanh nó nằm dưới mà nằm trên. Găng trên này nó cắn vô giò mà nó ruột hết hay gì vậy. Trời. Y chang gắn lục đuôi đỏ luôn các bạn thấy nè. Phía bên đây hai cây nè. Găng này cắn vô giò cái thứ nào chưa nổi. Mà nó cắn chưa trúng nó mới táp nhẹ. Đây hai cây rồi bên đây cây nè. Ghê chưa. Ủa này thuộc dạng quái thú phải chơi á. Y nó rút rớt. Wow, mì mốp sinh sống luôn rồi.
Cái này nhỏ bị ai chém hay đập gì nữa bạn thấy không? Có thẹo mà. Chắc ai chém nó quá. Quá sướng. Vô tình lụm được cũng biết clip. Ngắn này ghi cá. Ri cá nha bạn. Ri cá. Nhầm người kêu bằng da cá. Kêu bằng ri. Này kêu bằng ri cá là chính xác. Nè. Nó có sọc đen trắng nè. Sẵn bắt dính nó nghiên cứu luôn. Còn con ghi cốc nó cũng giống con này. Nhưng mà cái bụng nó đen hơn. Nhìn nó ghê lắm. Nó sàn sùi lắm. Con này ghi cá. Hầm găng ghê thiệt. Đầu thịt không à. Con này chắc em gái sắp chăng có món nữa quá. Quá ngon luôn. Lâu lắm mới gặp được rắn ghi cá mà xuất hiện ở khu vực mình nè mà. Đầu đúng thời điểm. Hên thiệt chứ. Vô mánh này. Cái này đem về em gái sắp chăng là làng luôn. Thứ nào chịu nổi. Ngon cơm. Người không bắt rắn mà có điện thoại bây giờ đi. Điện thoại lợi lắm chứ bộ. Điện khoát là chạy lên liền là hốt điện em nó. Chạy đâu cho thoát. Mệt. Mệt mà sướng. Công nhận bắt kiểu này sướng thiệt mà. Này coi chừng lan quạng còn con nữa đó. Này được cái không biết. Này gắn cái quá bạn ơi. Đuôi cục quá nè. Gắn cái gắn cái. Cầm của mình để giãn sống. Giãn sống chết uổng lắm ạ. Chứ không tới 1 ký. Thấy cũng nhẹ quá nè. Nên về cân cho băng cội luôn. Nhặt ngủi luôn rồi. Phải chơi. Chạy quá chạy mà. Bắt được con rắn. Ông đi vớt ống gặp chị kêu. Gì cá. Tới số Vinh. Cái ký á, gì cá. Hên. Xuống sông lại cần thử đây. Cần bao nhiêu ký. Cần ký á, gì cá. Hàng hiếm này á. Ông thấy nó nổi đầu lên đó. Lên chảnh, nó lặn xuống tiêu mò dính. Chạy đâu cho thoát. Nghe hơi gắn mà. Xong lấy cần nha em, cần nó nhiều ký. Cắt cả ký á. Quy phiên luôn chứ lâu lâu mới có cơ hội. Nghe tin là chạy vô bồn xách điện thoại gượt theo quay phim liền. Hên là dính, không hên là xong rồi, không có clip này đăng lên rồi. Hay bằng hên mà. Rắn đẹp mà. Thúi quá ta. Mấy con gì thúi quá. Trời vậy mà không giữ ghê. Cha nói thọt cái vợt xuống nó táp cái vợt luôn. Vậy mà nó lặn xuống nằm đó trời. Làm như nó nghe hơi mình nó quýu rồi nó hết bò nổi rồi. Giờ là công tác cân gắn, cân gắn. Cân gắn bán cho em gái Sóc Trăng nha. Mới đầu mò nó bên kia. Chụp chụp vô cái gì á. Thấy mất tiêu rồi nó tính đâu rồi vụt rồi. Mò lại bên đây. Chụp vô nhắm cạo rồi rồi chết rồi con. Táp vô dọa cái. Có lợi lắm bộ à. Lúc trước lúc lụm con kia ký 8 đó. Lúc đó phải có quay cũng xách máy chạy cái cộng cộng lên rồi. Ký cày. Bạn đón cày nhiều. Chắc ký à. Hơn ký. Dữ chưa. Nặng à. Cái này ký 2 yếu nè. Ký 2 yếu mắt nè. Là cho cái túi nó. Cái túi nó không tới 100 gram. Cho 1 ký đó là. Ủa ký 1. Còn gắn ký 1. Gắn ký 1 đó. Hơn ký 1 luôn nữa. Cần chính xác cho bạn coi. Này là 1 ký qua. Để đây khó thấy các bạn. Nó mình ăn vàng. 1 ký. Đây coi. 1 ký 1. Ký 2. 1 ký 60 gram. Còn hai mắt này là 60 gram đó. Hai mắt. Mình đứng trên đó nhìn ngang mới thấy hai mắt. Nhìn vô điện thoại là hai mắt rõ ràng. Để nó ăn vàng. Phải bắt nó ra. Bắt nó ra em. Nó hiện rồi. Nãy nó giữ với nãy hiện rồi. Cần túi đây. Túi đó chừng 20 gram mà. Gắn này ký mốt giác chắc cú luôn rồi. 40 gram thì lần gắn ký 1 ký mốt 20 gram. Ngon lành, sướng sướng. Có món. Nặng, nhờ dưới nước nó nặng. Gì cá. Nãy giữ vợ hiền nữa mà.
Nãy lúc mới bắt nó hết hồn tám bệnh phát. Ý, con này là vài ký lúc trước bắt con đó. Lúc trước con trong tài đó gần 4 ký. Thôi, mình ngon rồi đó. Giờ hồn lấy gì đậy lại để cho nó chui ra. Chào bạn clip này nha. Mình sướng rồi, tối nay sướng rồi, tối nay nằm ngủ ngon rồi bạn ơi. Chúc cả các bạn xem clip vui nha. Ngẫu hứng mà được cái sướng mà. Chào bạn nha.